Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Yêu cầu chỉ khẩn trương. Run. Có cái đồng chí áo phao này bị đứt rồi. Cọng dây đã bị đứt là mình cột lại luôn. Chắc gỡ được rồi. Giờ cứ cột cho chặt thôi. Đây có đồng chí nào bị say sóng không? Một trong những biện pháp tốt nhất để phòng chống say sóng là giữ tâm lý thật thoải mái, quên đi sự say sóng. Không phải tức là cái gì? Xong là làm liền luôn hả bà? Các đồng chí tiến hành cơ động lên xuống. Bắt đầu. Thank you.
cảm ơn các đồng chí ạ. Cảm ơn các đồng chí. Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.